Xin chào mọi người nhé. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục mỗi phần 5 cặp. Và đây là phần 2. Vài ngày lại sắp xếp thời gian đi hái lá thuốc. Tranh thủ thôi mọi người ạ. Chứ khách đang đợi mình ở nhà, đang réo tên mình ghê lắm. Thì 5 cặp ở đây, tức là 5 người mà để lại câu hỏi ở trong những cái video coi tuổi vợ chồng của mình. Và mình sẽ lọc từ mới đến cũ. Cũng không hẳn là 5 cặp đâu. Đôi khi các bạn lại hỏi về ngày giờ sinh hay gì đó. Nhưng tóm lại là mình sẽ trả lời mỗi phần 5 câu hỏi của các bạn nhé. Mọi người đang được xem cái quãng đường mà mình đi hái lá thuốc đây. Mình với ông xã. Ông xã thì chở mình đi. Thi thoảng phải bố trí khách sang giờ khác, trốn khách để đi lấy ít lá thuốc. Chứ không là cũng không có gì để dùng cho khách của mình đâu. Vậy thì mình bắt đầu luôn với cái câu hỏi đầu tiên nhé. Ở trong video Đinh Sửu Nữ 1997 của mình, bạn Yêu Be Q30 hỏi: nữ Đinh Sửu sinh tháng 11, 12 mà vẫn khổ, hai đời chồng là sao ạ? Hơi nhiều bạn sinh thu đông mà vẫn khổ. Thực ra thì như mình đã từng nói rất là nhiều ấy, là những cái phần coi tuổi vợ chồng của mình ấy, nó chỉ là một cái gì đó rất là khái quát, không thể nào mà chính xác 100% đối với tất cả mọi người được. Bởi vì là cái năm sinh ấy, nó là một cái rất là chung. Mỗi người đều có ngày, giờ, tháng sinh khác nhau nữa. Những cái đó nó cũng quyết định phần nào. Và hơn thế nữa thì đó còn là ý chí của chúng ta nữa. Cho nên là tất cả chỉ mang tính chất tương đối để các bạn tham khảo. Các bạn không thể nào mà qua đó mà buồn phiền hay rối loạn tâm tư hay lại vui vẻ thái quá. Bởi vì mọi sự diễn ra trong cuộc sống nó dựa vào rất nhiều yếu tố, chứ không chỉ riêng gì yếu tố năm sinh. Cho nên bạn hỏi là sao tháng 11, 12 mà vẫn khổ hai đời chồng, thì đó là như vậy đấy bạn ạ. Không phải cứ sinh năm đấy vào những tháng đấy là số phận nó giống nhau đâu bạn nhé. Mình thấy cuộc đời không được suôn sẻ thì mình cố gắng tu tâm dưỡng tính và hành thiện tránh ác độc, quyết liệt với những cái hành động của mình, thì cuộc đời mình sẽ chuyển hướng một cách tích cực hơn, biến những cái tai họa, những cái vận đen, những cái không tốt của mình từ nhiều thành ít và từ có thành không bạn nhé. Hết quãng đường có thể đi được xe máy rồi, và bây giờ là hành trình đi bộ. Mọi người cùng khám phá vùng núi non Yên Tử với mình nhé. Trả lời câu hỏi thứ hai ở trong video Nam 1995 Ất Hợi, bạn Toàn Phan Im 2SV có hỏi là: làm ơn xem cho tuổi sinh ngày mùng 2 tháng 8 năm 1995 tháng nhuận nên lấy vợ tuổi gì? Mình thì quyết định đi bộ rồi mà ông xã mình thì vẫn cố tình lao xe thêm một đoạn nữa. Nhưng mà cũng không được lâu đâu mọi người ạ. Cái con đường này thì chỉ đi được vài chục mét nữa là phải đi bộ thôi, bắt buộc phải đi bộ. Ở đây bạn không nói rõ là lịch âm hay lịch dương nên là mình cũng hơi khó trả lời. Thế nhưng mình cứ tạm coi đây là lịch dương và trả lời theo lịch dương bạn nhé. Và các bạn lưu ý này, lần sau mà các bạn có gửi ngày tháng năm sinh được rồi ấy, thì các bạn là cố gắng gửi thêm cái giờ sinh cho mình và ghi rõ lịch âm hay lịch dương. Còn khi trả lời mà không biết cái lịch này là lịch âm hay lịch dương ấy, mình cũng cảm thấy là có cái phần hơi bị lãng phí thời gian ấy. Nhỡ may không phải thì có phải là chúng ta đang làm mất thời gian của nhau không? Làm mất thời gian có ích thì không sao, mình rất là hoan hỉ, nhưng mà sợ nhất là làm mất thời gian vô ích ấy. Như vậy là ngày sinh của bạn là ngày Ất Sửu, tháng Giáp Thân, năm Ất Hợi. Sau khi xem thì mình thấy là cái tuổi Quý Mùi 2003 là rất là hợp với bạn. Long môn sinh Quý Tử, Hổ Nguyệt xuất Công Hầu, quá là tốt luôn. Thế nhưng cũng hơi bị hạn chế một tí về cung phi là gặp lục sát. Tuy nhiên là nếu như các bạn gặp gỡ và kết hôn và sống xa quê hương ấy thì vẫn sẽ được tốt, không sao cả nhá. Và cũng như mình nói rồi đấy, tất cả những cái mình xem chỉ mang tính chất tham khảo thôi, các bạn đừng quá ỷ lại vào điều này nhá. Nếu như tuổi đẹp mà chúng ta không tu tâm dưỡng tính và không phấn đấu, lười làm thì cũng không có mà ăn, rồi vợ chồng cũng cãi cọ nhau như thường thôi. Các bạn lưu ý nhé. Trả lời câu hỏi thứ 3, trong video 1999 Kỷ Mão lấy chồng tuổi nào hợp, bạn Hùng Anh 4750 có hỏi là tuổi nam 24 tuổi Tỵ, nữ 26 tuổi Mão có hợp không? Thì ở đây mình trả lời là hai tuổi này lấy nhau ấy, trước nghèo, sau giàu, trước xấu, sau tốt. Tức là có lộc về hậu vận, cứ cố gắng phấn đấu, tu tâm dưỡng tính, kiên trì hành động thì cuối cùng cũng đẹp mặt bằng người, tươi mặt bằng bạn, lộc tự vân lai, tài như thiên trí nhá. Chấm điểm cho các bạn là khá tốt đấy. Thế em để xe ở đây không đi bộ?
Đến đây là mình phải can ông chồng không cho ông ấy leo xe lên nữa. Không leo nổi đâu mọi người ạ. Trả lời câu hỏi thứ tư. Trong video coi tuổi vợ chồng mỗi phần 5 cặp phần 1 thì ở đây bạn Hoàng Nguyên Sĩ 8707 có hỏi là nam sinh ngày 3 tháng 11 năm 1997 âm lịch, lấy vợ ngày 10 tháng 3 năm 2001 âm lịch, hợp không ạ? Có bạn này thì mình thấy câu hỏi khá rõ ràng này. Có điều là hơi bị thiếu giờ sinh thôi, nhưng mà thôi cũng là được so với những cái câu hỏi khác. Thì mình sẽ trả lời bạn như thế này nhá. Bạn nam này là sinh ngày Nhâm Ngọ tháng Nhâm Dần năm Đinh Sửu, là mệnh phạm cô thần. Bạn nữ sinh ngày Bính Thân tháng Nhâm Thìn năm Tân Tỵ thì lại phạm quả tú, mà hai cái quả tú cơ. Cả ngày cả tháng của bạn này đều phạm quả tú luôn. Thế cho nên là thực ra ấy, chưa cần hợp các bạn lại với nhau để coi đâu, mà xem riêng từng người đã thấy là bản thân mỗi người cái ngày tháng sinh đều phạm cô thần quả tú thế này, thì cái đường hôn nhân, đường tình duyên ấy rất là khó khăn trắc trở nhá. Và vì mình thấy cái trường hợp này cả đôi đều phạm cô thần quả tú, cho nên là mình sẽ xem thêm cho các bạn một chút nữa. Thì ở đây bạn nữ mệnh lại phạm hoa cái nữa. Đã phạm quả tú mấy phần rồi lại còn phạm thêm hoa cái. Cái hoa cái này nghĩa là gì? Người nữ này có thể giỏi, cứng cỏi, biết làm ăn, kiếm ra tiền, nhưng nhiều khả năng vẫn phải sống một đời cô độc nhá. Mình nói đây không phải để dọa dẫm hay là gây cái tâm lý lo lắng cho các bạn đâu, nhưng mà cũng muốn nói ra đôi lời như vậy để các bạn biết tìm cách mà hóa giải cho nó nhẹ bớt đi. Nhẹ được tí nào hay tí đấy, còn mệnh đã phạm thế này thì khó được cầu toàn trong con đường hôn nhân tình duyên lắm. Bạn có làm thế nào thì làm nhưng cũng không tránh được nhiều phen trắc trở đâu. Thực sự mình rất là chia sẻ với bạn nữ này nhá. Xưa nay nhân định tháng thiên cũng nhiều. Mình sẽ cố gắng làm sao sửa chữa những cái xấu trong ngày sinh tháng đẻ ấy bằng cái cách là tích nhiều phúc đức hơn nữa nhá. Đặc biệt là các bậc cha mẹ, các bậc phụ huynh ấy, nếu như biết được con cái mà có những cái ngày sinh tháng đẻ không tốt như thế này ấy, thì cha mẹ cũng phải cố gắng nhiều tu tâm dưỡng tính, tu nhân tích đức để bù đắp thêm cái phúc đức cho con cái và cho gia đình mình nữa nhá. Thế thì bản thân ngày sinh tháng đẻ của bạn nữ đã xấu như thế rồi thì đúng là cũng cần một cái tuổi nó hợp hơn một chút để xem có cứu vãn được phần nào không. Nhưng mà với cái bạn nam này thì mệnh cũng phạm cô thần, thế cho nên là chưa cần xem những cái khác, mà chỉ cần xem đến đây là cũng thấy là hai bạn là cuộc sống hôn nhân sẽ khó khăn rất là nhiều đấy. Còn đâu nếu như xem như những cái cặp đôi khác ấy thì các bạn ở đây là mệnh vẫn được sinh nhập này, tuổi lại còn nằm trong tam hợp, cao ly đầu hình thì cũng công danh rạng rỡ, tài lộc đến già. À, nhưng mà cái phần cung phi thì lại phạm tuyệt mệnh nữa cơ. Đấy cho nên là tuy rằng là cũng có vài cái điểm tốt đấy, nhưng mà cái xấu thì nó nhiều hơn. Cho nên các bạn kết hợp lại với nhau ấy, mình nghĩ là rất là khó khăn đấy. À, ở đây mình cũng không dám khuyên các bạn là đừng đến với nhau đâu nhá. Nhưng mà thôi thì các bạn nếu có yêu thương nhau và quyết định đến với nhau ấy thì cũng hãy cố gắng thật nhiều nhá. Và nếu như biết được cái mệnh mình như thế này càng nên cố gắng tu tâm dưỡng tính, vợ chồng chịu khó là hành thiện tránh ác độc và tích nhiều phúc đức nhá, để cho có thể cải thiện vận mệnh được phần nào các bạn nhá. Chuẩn bị trả lời câu hỏi của bạn thứ 5. Nhưng mà mọi người thấy mình leo núi giỏi không? Chuyến đi này là chủ yếu mình hái ít lá trầu tiên về ngâm rượu thuốc để xoa bóp cho khách đấy mọi người ạ. Mà leo tận đỉnh núi mấy con lá trầu tiên. Vẫn như thường lệ thì mình muốn là nhắn nhủ tới các bạn ạ. Ai mà muốn tìm cho mình một công việc vừa tích phúc đức vừa có chút kinh tế thì có thể liên hệ với mình để mình đào tạo nghề miễn phí cho mọi người nhé. Ngoài ra thì mình còn có những chai rượu xoa bóp làm từ những cái vị thuốc quý của non thiêng yên tử. Cho nên mọi người đây nếu như đang đau mỏi chân tay cổ vai gáy lưng, nói chung là về phần xương khớp ấy, thì mọi người có thể vào cửa hàng của mình ở trên Shopee. Đường link Shopee của mình thì mình gắn trong phần mô tả, mọi người có thể vào đó để mua hàng nhé. Trả lời câu hỏi thứ 5 trong video nam sắp tuất 1994 những tuổi kết hôn hợp nhất. Bạn Phúc Phạm 8422 hỏi rằng có phải năm 2002 là cung ly không? Đúng, 2002 là cung ly, nhưng mà đây là cung sinh bạn nhá. Còn cung phi của nó là cung cấn. Thì tùy vào bạn đang muốn xem cho việc gì thì áp dụng cung đấy bạn nhá. Đến đây thì mình đã trả lời hoàn thiện 5 câu hỏi cho 5 bạn ở những cái video trước đây của mình. Vẫn còn một đoạn khá dài nữa mới tới được chỗ có lá trầu tiên. Hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.